Nhận định Milonari với Deportivo Pereira, 4 giờ ngày 15 tháng 11, VDQG Colombia. Ở bảng A giai đoạn đá play-off giải VDQG Colombia, Milonari đang đứng thứ 2 với 4 điểm sau 2 lượt trận. Phải rất nhọc nhằn Milonari mới đánh bại đội bóng lót đường Atlético Junior Barrancun với tỷ số thiều. Điều đó khiến đội bóng này thất thế trong cuộc đua giành vé vào chơi trận chung kết tranh chức vô địch lượt về khi kém in Santa Fe về chỉ số phụ. Do đó, họ cần phải giành chiến thắng trước Deportivo Pereira với tỷ số càng đậm càng tốt. Tuy nhiên, với việc chỉ thắng 1-7 trận gần đây trên sân nhà quá khó để Milonari có thể thực hiện hóa điều này. Trong khi đó, với một điểm ít hơn hai đội xếp trên nên cơ hội giành vé vào chơi trận chung kết của Deportivo Pereira là vẫn còn nếu họ đánh bại Milonari và in Santa Fe không thắng Atlético Junior Barrancun. Với 4-6 trận thắng trên sân khách gần nhất, họ vẫn hy vọng có thể đánh bại chủ nhà Milonari trong trận đấu ngày hôm nay. Nhận định châu Á Milonari với Deportivo Pereira, Milonari mới chỉ thắng kèo 1-7 trận trên sân nhà trong giai đoạn vừa qua. Đáng chú ý, trận thắng kèo đó lại đến ở đấu trường Cúp UEG và họ thua kèo cả 6 trận tại sân chơi giải VDQG Colombia. Trong khi đó, Deportivo Pereira thi đấu khá tốt trên sân khách khi thắng kèo tới ngày 7 tháng 9 trận đã qua. Với những con số thống kê này cùng tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra là 0-1, rõ ràng nằm kèo đội khách sẽ là sự lựa chọn an toàn cho người chơi châu Á. Nhận định tài xỉu Milonari với Deportivo Pereira, những trận đấu có sự góp mặt của Milonari thường diễn ra tẻ nhạt và kết thúc trong cảnh khô hạn bàn thắng. Bằng chứng là có tới ngày 8 tháng 11 trận gần đây kết thúc không quá 2 bàn. Trong khi đó, 6-8 trận hành quân xa nhà đã qua của Deportivo Pereira có ít hơn hoặc bằng 2 bàn. Với những con số thống kê này, giới chuyên môn nhận định kèo hôm nay tin rằng kịch bản về một trận cầu khan hiếm bàn thắng giống như 3/4 lần đụng độ gần đây rất có thể sẽ được hai đội tái hiện trong ngày hôm nay. Thống kê đối đầu Milonari với Deportivo Pereira, lần gần nhất hai đội gặp nhau, Milonari thắng. Thống kê phong Milonari với Deportivo Pereira. Đội hình dự kiến Milonari với Deportivo Pereira: Milonari, Montero, Itanba, Linanat, Vargas, Bertel, Pereira, Victoria, Gomer, De Silva, De Ruiz, L. Ruiz Pereira, Casillo, Correa, Palacio, Ramirez, Mosquera, Fori, Berrio, Velasquez, Yuluga, Castro, León. Nhận định tỷ số Milonari với Deportivo Pereira.